qua bên của Quân Lan rồi nha. Bảo đi qua của Quân Lan rồi. Kính thưa tất cả quý vị, đối với những người con Phật thì hàng năm họ đã phải tổng lực là thật mà chúng ta đã lòng để cùng nhau phát hiện những nghĩa cử cao đẹp của người con người cháu đối với đấng sinh thành cũng như là thầy tổ của mình trong lễ tạ ơn. Và đó cũng là một giai đoạn đẹp nhất để chúng ta cùng nhau nhìn lại những giá trị tạo nên nền tảng vững vàng cho chúng ta trong con đường mà chúng ta tìm thấy chân lý của con sống và hạnh phúc. Các ca sĩ sẽ gửi đến cho tất cả quý vị những bài hát về tình yêu quê hương đất nước mà ở đó dáng hình của những người cha người mẹ là một biểu tượng thiêng liêng và quan trọng nhất. Tiếp nối chương trình cho phép cho Luật xin mời các quý vị hỏi anh đi 0708 ca khúc mẹ 0708 với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Trần Ba Tám. Một tràng pháo tay xin dành tặng chào mọi người đi cái đi.